Hôm nay mình đi công viên với anh Vui. Mình tập thể dục xong 10 giờ mấy à. Bông quá trời đẹp luôn cả nhà. Mê quá. Hôm qua mình quay nó hơi lắc, bữa nay mình quay kỹ cho cả nhà ngắm hoa. Người đẹp của mình đứng bên kia. Hoa lễ á cả nhà. Nó đẹp quá trời đẹp. Giãn thảo đủ loại ha. Đủ loại hoa luôn. Mình vô mát cho điện thoại mình bớt nóng một chút ơi. Nóng quá. Quá trời đẹp. Vàng đỏ xanh đủ màu. Cái thác hoa này cũng hay. Anh Vui đang canh quay mấy con sóc. Thích mấy con sóc. Trời nắng quá trời mà mình quên mặc áo khoác rồi. Nhân viên đang tưới cây. Tưới cây, tưới hoa, chăm sóc vườn hoa thành phố. Những công viên này là lá phổi của thành phố cả nhà. Ôi qua đây thơm. Thì ra hồng ri này cũng thơm dữ. Hồng ri này hồi xưa đi Đà Lạt mới có nha. Bây giờ ở Sài Gòn trồng hết rồi cả nhà ơi. Sài Gòn mến yêu, xin chào cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã đăng ký kênh của mình được 10.000 sub. Mời cả nhà ngắm công viên Lê Văn Tám. Còn trẻ mình lao lực lắm, giờ mình bù lại. Lớn tuổi rồi nghỉ hưu hay chồng đi công viên chơi cả nhà. Đi quay phim chia sẻ cho cả nhà. Chứ tuổi trẻ của mình ngoài đi dạy ra về mình còn may vá theo thùa làm đủ thứ. Thì ra cái này cũng rất là thơm anh ơi.